Xin chào tất cả anh em ha. Bữa nay là ngày 20 tháng 10 rồi anh em ơi. Em quay cái video này là nhằm cái mục đích là em còn để em trả nợ anh em. Em còn nợ anh em cái đơn hàng nào bên đầu bò nè. Đặc biệt là đầu bò bơm nước á. Nếu mà anh em nào mà chưa thấy em gửi hoặc là lâu rồi chưa thấy hàng tới ha, thì nhờ anh em như cô chú mình alo lại giùm em. Hết đường đi luôn anh em ơi. Em dục la liệt hết chân. Dục tè lây học me tới sau hè luôn. Bích đường bích xá hết trơn rồi. Buổi sáng là xe lấy hàng một lần rồi còn ở tấp này tấp mới đóng rồi anh em ơi. Mà đuối sức quá rồi, bữa nay em chỉ quay vài món cho anh em như cô chú mình ăn, đặc biệt là anh trả đơn. Với thêm có cái chân vịt máy nè, em có về được một ít. Em còn nợ cô chú anh chị nào mà cái đơn chân vịt mà cô chú chưa có nhận được mà còn chờ em được tới bữa nay ha, thì cô chú anh chị gọi lại giùm em. Dắt này em hết xíu quách rồi anh em ơi. Qua nay bị đóng quá trời nhiều đơn, em dắt này em quéo hết trơn rồi. Không, hồi sáng là xe lấy một chuyến rồi bây giờ nữa mà đóng chưa có xong. Có nhiều đơn quá, bây giờ nói chung là mình em nó mềm như cọng bún rồi. Dắt này em nói chuyện muốn hết hơn. Em hết siêu quát rồi. Cho nên em lên này cô chú anh chị nào mà có xài cái chân vịt thái mà hổm gài mà còn đợi em được ha. Còn cái số cô chú thì em xin nhận khuyết điểm chỗ này nha cô chú, là bị cái xưởng nó làm quá trời chậm đi, quá trời chậm đi rồi. Chứ em không có muốn mà mất uy tín mà hứa hẹn hoài với cô chú bên vô chương dịch nè. Mình đặt rồi mà hôm nói với vợ em, nói nếu mà hôm bữa nay không ấy quỷ đơn luôn đi em ơi. Chứ đặt hoài khách gọi mà mình không có đường giao, mình kiếm chỗ khác. Em nghe vợ em nói nghe câu cũng có lý. Nếu mình cũng buôn bán, người ta cũng buôn bán thì ai cũng buôn bán thì thông cảm cho nhau. Chứ giờ mà anh quỷ đơn, ví dụ như là mình cũng buôn bán mà anh bán mà nghe ai quỷ đơn anh cũng buồn vậy. Thì em nghe nói câu nó anh cũng buôn bán ai quỷ đơn anh cũng buồn vậy, cái em nghe vậy em không quỷ đơn. Chứ đáng lý ông quỷ đơn này nè, cái quỷ đơn này bị đợi không gầy quá cho lâu luôn rồi. Nói chung là người ta cũng làm ăn với em lâu rồi. Tại vì cái chỗ này ta nói đang cho mùa cô chú, cho mùa không phải riêng chỗ mình mà rất nhiều chỗ người ta lấy, rồi người ta làm không kịp chứ người ta cũng không muốn. Rồi nên nó có về nó đủ sai đủ số, nhưng mà 2 tấc 4, 2 tấc 6, 2 tấc 8, nói chung là chứng dịch bơm nước rồi chứng dịch thao, chứng dịch nhiều loại lắm. Này cô chú mà chạy dùng nước ngọt không biết chừng nào mà hư luôn á. Ngọt nó bền dữ lắm. Cái này như 2 tấc 6, 2 tấc 4, 2 tấc 4 thì bên em bán em bao ship cho cô chú luôn đó là 220 cô chú, bao ship toàn quốc cho mình luôn á. Còn 2 tấc 6 thì 230, 2 tấc 8 thì 240. Còn inox thì 2 tấc 4 là nó 230, 2 tấc 6 là 240, 2 tấc 8 là 250 em bao ship. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Cô chú nào em còn nợ đơn chân vịt rồi, nếu còn đợi em được tới bữa nay ha, thì nhờ cô chú alo lại giùm em. Vì trong đó hôm gầy cô chú đợi em không nổi, cũng rất nhiều cô chú đã quỷ đơn rồi. Bây giờ em cũng không biết em bắt đầu lại từ đâu luôn. Còn riêng gì đối với đầu bò á, cô chú, đầu bò là cái nhu cầu mà hơi cấp bách của cô chú, là nhờ cô chú nào mà bên đặt bên đầu bò bên em ấy mà chưa nhận được hàng hoặc là thấy lâu lâu á, thì nhờ cô chú liên hệ đây giùm em nha. Thì bữa nay mấy thợ em cũng nó đóng hàng sáng giờ thế nào nó cũng quéo hết trơn rồi cô chú ơi. Mình quéo cũng quéo luôn.
Đất này em có điệu tàn hen hết trơn luôn rồi. Còn đầu bò hai cái mặt hàng chạy nhất bây giờ là mấy xăng nhông của cô chú, 22-26 là 390. Với mấy xăng trơn á, 5-5, 6-5 là 1-8, 2-2 là hai cái mẫu đó thịnh nhất đó, bán chạy nhất. Còn 70-80 nữa nè, 70-80 là 2-8, em ưu tiên lấy nhiều này nè. 2-4, 2-8 nhà chứ 70 nữa, 65 rồi đó. Thì 80 thì cô chú xài dòng này. Rồi em xin kết thúc video tại đây cô chú. Em cảm ơn anh em cũng như cô chú rất nhiều. Chào cô chú. Chúc chị em phụ nữ mình có một ngày lễ thật là hạnh phúc bên người mình yêu thương nhất nha. Nếu mà cô nào mà chưa có chồng thì có người yêu tặng quà nha. Còn em bữa nay em trốn rồi đó. Bữa nay em trốn mà vợ em nó hỏi em không biết ngày gì hết trơn. Em đuối quá em không biết ngày gì hết trơn. Chào cô chú.